cuộc gặp của những người bạn tại nhà ông Nguyễn Hữu Châu Phan. Tình bạn mấy chục năm đâu dễ tìm. Không chỉ mến tài, hợp tính, yêu quê hương Huế tha thiết, mà họ còn có chung tình yêu với sách vở. Và tình yêu ấy lớn lên cùng nghiên cứu Huế. Nghiên cứu Huế ra sổ đầu tiên năm 1999, nhưng ý tưởng này xuất phát trước đó. Từ năm 1995, bằng việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Huế của cụ Nguyễn Hữu Đính, kỹ sư lâm nghiệp, một người con Huế, yêu Huế và yêu sách vở. 8 thành viên còn lại là các ông Nguyễn Hữu Châu Phan, Nguyễn Xuân Hoa, Trần Đại Vinh, Nguyễn Miên, Trần Hoài, Đoàn Văn Quỳnh, Vịnh Phối và Hồ Tần Phan. Cụ Nguyễn Đính là người rất tâm đắc. Khi nghĩ đến Huế, những giá trị Huế, những giá trị đó không những về ngoài phương diện, mà giá trị đó được đánh trên cảnh quan và con người của xứ Huế. Chính sự tâm đắc đó, cụ không ngần ngại đầu tư mọi chuyện để cho nghiên cứu Huế, kể cả vấn đề tài chính. Sở dĩ nghiên cứu Huế ra được, cái đóng góp quan trọng nhất của cụ làm tủ sách để nghiên cứu Huế. Đóng góp hai là cụ đã tập hợp được rất nhiều tác giả, rất nhiều những người yêu Huế, rất nhiều những cái gì liên quan đến Huế, và trong đó sách vở là số 1. Chúng tôi là hậu sanh trước cái nhân vật như cụ Nguyễn Hữu Đính, thì tấm lòng của cụ yêu mến cái văn hóa Huế. Và cái ước vọng của cụ đã muốn thành lập cái nghiên của Huế rất sớm rồi. Chúng tôi quy tụ lại dưới mái nhà của cụ để làm thành một cái nhóm biên tập xung quanh cái Trung tâm Nghiên cứu Bảo Huế này, để thực hiện những ước vọng làm sáng tỏ những cái phương diện giá trị của Huế. Hội đồng sáng lập Trung tâm Nghiên cứu Huế gồm 9 người. Đứng đầu là cụ Nguyễn Hữu Đính. Ban biên tập nghiên cứu Huế cũng 9 thành viên ấy. 9 anh em chúng tôi cùng với nỗ lực của nhiều người nữa để hình thành một cái ngành khoa học nghiên cứu đa dạng về Huế. Không phải chỉ là văn hóa và lịch sử, mà còn trên các cái lĩnh vực về kinh tế, về y học, về kỹ thuật, về địa chất, về lâm nghiệp, để tiến tới hình thành một cái ngành khoa học nghiên cứu về Huế. Và về sau này thì một số người người ta gọi là Huế học. Chúng tôi góp sức với nhau để ra đời cho được một cái ấn phẩm nghiên cứu dễ dàng như là một cái tập san mà cố gắng ra hàng năm hoặc là vài ba năm ra một tuyển tập. Vừa truyền tải những bài viết của anh em chúng tôi, mà quan trọng nhất là tập hợp những bài nghiên cứu về Huế ở dưới các dạng khác nhau. Có thể là những bài nghiên cứu chuyên sâu, những bài nghiên cứu có giá trị mà ở trên thế giới người ta nghiên cứu về Huế. Rồi những bài nghiên cứu sâu của các nhà khoa học ở trong phạm vi ở trong nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn khai thác cái mạng những tư liệu quý bằng hàng nôm, bằng những tập hồi ký của những người đương thời có thể sống cách chúng ta hàng trăm năm là viết về Huế.
Với tiêu chí tập hợp bài vở như thế, có thể xem Nghiên cứu Huế là một kho tư liệu về Huế dành cho các nhà nghiên cứu tham khảo. Nghiên cứu Huế là ẩn phẩm hiếm hoi hiện nay đăng tải những bài nghiên cứu, khảo cứu dài đến vài chục trang. Để làm được điều này, Hội đồng sáng lập và Ban biên tập đã thống nhất nguyên tắc ra sách là không nhận quảng cáo, không nhận tài trợ. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ bằng việc mua sách. Để mà làm những cái tập nghiên cứu Huế thì bằng cái nguồn vốn của chính anh em bỏ ra, mà quan trọng nhất, gọi là chủ yếu nhất, vẫn là cái đầu tư của anh Nguyễn Hữu Châu Phan. Nhưng mà từ những bài viết có giá trị đó thì chúng tôi lại có một lượng độc giả họ sẵn sàng bỏ ra 300.000, 500.000 để họ mua một cuốn như vậy, và để bù đắp lại những cái chi phí mà khi ẩn hành tập sáng nghiên cứu Huế chúng tôi đã bỏ ra. Tôi thấy là đây là một công tác nghiên cứu bất vụ lợi, và cái niềm vui là niềm vui đóng góp những cái giá trị tinh thần của mình để giúp cho mọi người nhìn nhận lại những giá trị của Huế. Có lẽ là chỉ có ở đất Huế mới có một cái dạng tạp chí đặc biệt như thế này. Ở cả Việt Nam tôi cũng chưa thấy cái trường hợp thứ hai. Tôi có làm một cái thống kê đánh giá về cái nghiên cứu Huế này để nhìn trên một cái phương diện chung hơn, thì thấy rằng tuy chỉ có 9 tập, nhưng là phải nói rằng là nghiên cứu Huế là một cái ấn phẩm rất là đủ số. Nếu mà chúng ta nhìn trên cái phương diện chung, 9 tập này nếu mà cộng lại thì có đến hơn 3.000 trang. Vì cứ trung bình mỗi tập như vậy, tập mỏng nhất cũng khoảng 330 trang, và tập dày nhất như tập 9 vừa rồi là đến 560 trang. Thì có thể nói là đây không phải chỉ là một cái tập san hay là một cái tạp chí thông thường đâu, mà thực sự là một cái công trình nghiên cứu rất là có giá trị. Uy tín về giá trị của nghiên cứu Huế cho thấy tấm lòng sẽ gặp tấm lòng, người yêu sách sẽ gặp người yêu sách. Mọi giá trị, mọi đóng góp cho Huế ở lĩnh vực nào, cấp độ nào cũng được ghi nhận xứng đáng. Đằng sau mỗi trang sách của nghiên cứu Huế, người đọc nhận thấy tấm lòng với miền đất quê hương Huế, và rộng lớn hơn là Việt Nam của 9 thành viên Trung tâm Nghiên cứu Huế và của rất nhiều người yêu Huế. Đọc nghiên cứu Huế thì người ta không chỉ thấy cái lịch sử văn hóa của vùng đất cố đô, mà người ta còn thấy rộng hơn rất nhiều. Tức là dường như Huế là một cái trung tâm, là cái kết tinh của rất nhiều các cái sự kiện về văn hóa, về lịch sử của cả Việt Nam, thậm chí còn rộng hơn của cả khu vực, trong những cái bối cảnh lịch sử nhất định, đặc biệt là trong cái giai đoạn của từ thời lập quốc của Việt Nam cho đến thời các cái thời kỳ của Champa, rồi thời kỳ Trần Lê Hồ Mạc, rồi Hậu Lê, tức là Lê Trung Hưng, rồi thời các chúa Nguyễn, thời Triều Nguyễn vân vân, thì có thể nói là gần như là thấy cái, chúng ta luôn luôn thấy cái hình bóng của Huế trong chuỗi tất cả những cái sự kiện về văn hóa lịch sử. Do đó có thể nói là đọc nghiên cứu Huế, người ta gần như là thấy cả cái lịch sử văn hóa của Việt Nam, và Huế đóng vai trò là, trong cái giai đoạn Huế đóng vai trò là trung tâm. Để đạt được chất lượng bài vở ở đỉnh cao như vậy, ban biên tập của Trung tâm Nghiên cứu Huế phải đặt bài những tác giả chuyên sâu trong từng lĩnh vực và thật sự có uy tín trong giới nghiên cứu. Cái khó ở đây không phải là kinh phí, mà là mời tác giả viết bài. Chữ Huế ở đây
nó cũng ngắn gọn ở đất Huế hoặc đến Huế. Trung tâm nghiên cứu Huế luôn luôn đánh giá chữ Huế đấy là mở rộng, Huế hẹp và Huế rộng. Huế hẹp là thành phố Huế hiện nay, Huế rộng là nước Việt Nam và có thể là ra cả thế giới. Sự gắn kết giữa tác giả đó với trên dưới 200 tác giả người Việt Nam, kể cả người nước ngoài, là tình yêu mến đất Huế, xứ Huế của chúng ta. Họ thích mến cái phong cảnh Huế, họ thích đến cái phong tục Huế, họ thích con người Huế và tính tình người Huế. Tôi xin nói ngay, họ không phải thích cái gì ưu điểm đâu, mà thích kể những khuyết điểm của con người Huế. Chính những khuyết điểm và những ưu điểm đó đã tạo nên nghiên cứu Huế hôm nay. Khi bài được chọn đăng trên ấn phẩm nghiên cứu Huế thì rõ ràng bài đó đã được ban biên tập chọn lọc kỹ và người ta đánh giá nội dung có chất lượng cao thì mới được đăng. Đội ngũ của ban biên tập mà chúng tôi khâm phục đó là sự lựa chọn nghiêm túc để có một cái ấn phẩm và làm việc quay là tận tình. Họ muốn có một cái sản phẩm có chất lượng cao, do đó thì họ cũng nề hà những cái công sức bỏ ra để có được cái sản phẩm có uy tín như vậy. Trước nghiên cứu Huế đã có nhiều ấn phẩm có giá trị viết về Huế, khảo cứu Huế, mà nổi tiếng nhất là tập san của Hội Những Người Yêu Huế, Hội Đô Thành Hiệu Cổ, gọi tắt là BAVH. Tồn tại 30 năm, từ năm 1914 đến năm 1944, với 121 tập và hơn 15.000 trang in. San BAVH là viết tắt của Bulletin de Zoomidubia Huế. Để không còn nữa thì người ta vẫn cứ kỳ vọng là vùng đất Huế này có một cái sự kế thừa của BAVH. Thì có lẽ là cho đến khi nghiên cứu Huế ra đời thì chúng tôi mới kỳ vọng đây có lẽ là chính là cái tạp chí hay là cái đặc san mà sẽ được kế thừa được BAVH. Và quả thực như vậy, nếu mà đánh giá trên một cái góc độ nào đó thì nghiên cứu Huế chính là cái tạp chí hay là cái đặc san mà đã kế thừa được một cách rất là xứng đáng cái vai trò của những cái người mà nghiên cứu Huế, những cái tri thức nghiên cứu Huế mà tập hợp ở trong này. Tháng 11 năm 2021, tập 9 nghiên cứu Huế ra đời. 9 thành viên hội đồng sáng lập, ban biên tập, nay chỉ còn 6. Gắn bỏ bao nhiêu năm và bây giờ vẫn như xưa, như chưa hề có cuộc chia ly. Trong 9 thành viên, họa sĩ Vịnh Phối chuyên nghiên cứu, biên tập bài về mỹ thuật. Ông trước là phó hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật Huế, tu học 6 năm ở Ý, người sáng lập và là Tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ Châu Á ở Roma. Ông được đánh giá là một trong những người Việt Nam đầu tiên vẽ theo trường phái trừu tượng. Những cuộc ghé thăm vẫn diễn ra bình thường như những năm tháng trước đây của Trung tâm Nghiên cứu Huế. Người thầy giáo hiền lành Hồ Tần Phan, thành viên chuyên về nghiên cứu lịch sử, văn hóa Huế, Champa, nhà sưu tầm và nghiên cứu gồm sông Hương, vẫn mãi trong lòng nghiên cứu Huế, trong lòng bạn bè. Nhưng tác giả công tác với nghiên cứu Huế vẫn luôn trong niềm kính trọng của Trung tâm Nghiên cứu Huế. Họ vừa là bạn cùng thời, bạn cùng tình yêu sách vở, cùng mong ước là một điều gì đó cho Huế. Có nhiều tình yêu, những tình yêu sách vở cực kỳ quan trọng. Vì sách vở là một nguồn tư liệu rất quý báu của nghiên cứu Huế.
chúng tôi xem đây vừa là một cuộc chơi gắn kết anh em lại với nhau, nhưng mà đồng thời là một hoạt động khoa học mà nó phải mang tính nghiêm túc. Đây phải thoại là một cái cuộc chơi trí tuệ, đó một cái trò chơi cũng là rất là lịch sử của người Huế. Nhưng mà qua trò chơi ấy cũng phải đóng góp được một cái gì cho quê hương. Tình bạn, tình yêu sách vở và tinh thần bảo vệ giá trị lịch sử, văn hóa Huế. Những người con Huế đã dâng tặng xứ sở của mình một ấn phẩm sống mãi với thời gian và trong lòng người yêu Huế. Có một cái nhóm như nghiên cứu Huế và có những cái thành quả như tập san nghiên cứu Huế, nó không phải ngẫu nhiên mà nó là kết quả của cả một cái quá trình. Và ở cái vùng đất như thế này thì nó mới sản sinh ra những con người như thế và những cái công trình như thế. Nghiên cứu Huế, một ẩn phẩm của trí tuệ, tình bạn và tình yêu Huế dài theo năm tháng.